sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ ngay sau sinh. Nhiều mẹ thường chủ quan chỉ siêu âm trước sinh mà không làm sàng lọc tim cho trẻ, nhưng điều này là hoàn toàn sai, bởi siêu âm tim chỉ phát hiện 60% đến 70% các trường hợp. Bởi vậy, trong phần này sẽ đề cập đến vai trò của sàng lọc bệnh tim bẩm sinh ngay sau sinh. 1. Bệnh tim bẩm sinh là gì? Là một bất thường đáng kể cấu trúc của tim hoặc mạch máu lớn trong lồng ngực. Đây là một trong những dị tật bẩm sinh thường gặp, chiếm tỷ lệ 8 đến 10 trên 1.000 trẻ và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh, chiếm gần 40% tử vong sơ sinh do dị tật bẩm sinh. Có rất nhiều bệnh lý tim bẩm sinh và ở một trẻ có thể mắc một hoặc nhiều dị tật tim đi kèm, trong đó thường gặp nhất là các bệnh lý như thông liên thất, thông liên nhĩ, còn ống động mạch, hẹp van động mạch phổi, tứ chứng Fallot. 2. Tầm quan trọng của tầm soát dị tật tim ở trẻ sơ sinh. Mỗi năm ở Việt Nam có 3.000 trẻ sơ sinh chào đời mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, trong đó có khoảng 20% tỷ lệ trẻ sơ sinh xuất viện bị bỏ sót, không phát hiện được tim bẩm sinh. Do đó, cần thiết siêu âm tim tầm soát trong giai đoạn bào thai từ tuần thứ 14 hoặc sớm ngay sau sinh. Bệnh tim bẩm sinh có nguy cơ tử vong cao nếu chúng ta chậm trễ trong chẩn đoán và chuyển trẻ đến các trung tâm tim mạch có kinh nghiệm để điều trị. 3. Tại sao trẻ sơ sinh phải sàng lọc tim bẩm sinh? Trong các bất thường bẩm sinh ở trẻ thì tim bẩm sinh là một trong các bệnh lý có tỷ lệ xuất hiện cao, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Việc phát hiện và điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh giúp ngăn ngừa được các biến chứng nguy hiểm. Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao nhưng lại thường bị bỏ sót trong chẩn đoán trước sinh do nhiều yếu tố ảnh hưởng như kinh nghiệm của bác sĩ siêu âm, tư thế của thai. Theo nghiên cứu về đối chiếu kết quả chẩn đoán trước và sau sinh thì vẫn còn nhiều dị tật tim bẩm sinh không được chẩn đoán hoặc chẩn đoán không đúng hoàn toàn trong giai đoạn trước sinh. Điều này rất quan trọng vì nó liên quan đến việc tư vấn mang thai, quản lý thai nghén, đặc biệt là kế hoạch hồi sức tích cực sau sinh. Để giúp bé phát triển tốt đồng thời phát hiện bệnh sớm sẽ giúp bé được điều trị kịp thời và tránh được những biến chứng nguy hiểm nặng về sau. Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp cho bố mẹ hiểu hơn về tầm quan trọng của việc sàng lọc tim bẩm sinh cho con.